các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Cao Thái Sơn sinh năm 1985. Anh nổi tiếng từ giữa thập niên 2000 với các hit như Con Đường Mưa, Pha Lê Tiến, Ngàn Lần Khắc Tên Em, Chạm Tay Vào Điều Ước. Ngoài lĩnh vực nghệ thuật, anh còn thành công khi kinh doanh, đầu tư bất động sản. Vài năm gần đây, Cao Thái Sơn ít xuất hiện trong các chương trình, sự kiện của làng giải trí để tập trung mua bán nhà đất. Cao Thái Sơn cho biết anh tốt nghiệp loại giỏi ngành quản trị kinh doanh của Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh nên có đủ kiến thức, sự tự tin để tham gia thị trường bất động sản. Hiện Cao Thái Sơn sở hữu khối tài sản khủng với nhiều nhà vườn, biệt thự sinh thái, đất đai ở vị trí đắc địa tại các thành phố lớn như Sài Gòn, Đà Nẵng, Đà Lạt, Long An. Biệt thự nhà vườn ở Long An rộng 500m2 được Cao Thái Sơn mua từ cuối năm 2018. Cơ ngơi này được thiết kế hài hòa với không gian bên ngoài mát mẻ, gần gũi với thiên nhiên, bên trong sang trọng, hiện đại. Đây là nơi nghỉ dưỡng, thư giãn của Cao Thái Sơn và gia đình mỗi dịp cuối tuần hoặc khi rảnh rỗi. Chàng ca sĩ tự lên ý tưởng xây dựng, mua sắm, lắp đặt nội thất trong 4 tháng. Biệt thự dập bóng cây xanh và lung linh ánh đèn nhìn rất lãng mạn vào buổi tối. Đầu năm 2020 Cao Thái Sơn tậu thêm một căn biệt thự ở Đà Nẵng, gần bãi biển Mỹ Khê. Cơ ngơi này rộng 100 mét vuông, nằm ở vị trí đắt đỏ. Giá bán nhà khu vực này dao động từ 83 đến 130 triệu đồng một mét vuông. Nam ca sĩ còn sở hữu một căn nhà phố 4 tầng ở trung tâm thành phố Đà Nẵng. Tháng 6 năm 2020, Cao Thái Sơn chốt đơn một mảnh đất rộng khoảng 800 mét vuông ở Đà Lạt. Anh dự định xây biệt thự trên đỉnh đồi, phía dưới là suối chảy róc rách. Theo năm ca sĩ, vị trí thế này rất hiếm có, khó tìm. Phối cảnh biệt thự trên đồi mà Cao Thái Sơn đang lên kế hoạch xây dựng ở Đà Lạt. Tháng 9 năm 2020, Cao Thái Sơn mua một biệt thự diện tích hơn 300m2 ở nhà bè, thành phố Hồ Chí Minh. Tài sản này hiện có giá gần 30 tỷ đồng, được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng. Đây là nơi Cao Thái Sơn thường xuyên đi về. Anh thích dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa. Với tôi việc kinh doanh sở hữu bất động sản không chỉ góp phần tăng thu nhập mà còn thỏa mãn sở thích tận hưởng không gian của riêng mình cao thái sơn nói tuy vậy nam ca sĩ thổ lộ anh không đo đếm thành công bằng việc có bao nhiêu căn nhà dùng hàng hiệu xa xỉ thế nào giàu có ra sao mà thấy tự hào nhờ sự nghiệp âm nhạc và tình cảm quý mến khán giả dành cho mình thời gian qua nhiều người thấy tôi khá lặng lẽ trong làng giải trí thực tế tôi ở ẩn vì muốn tìm tòi học hỏi những điều hay điều mới để thay đổi bản thân, không gây nhàm chán với khán giả, Cao Thái Sơn nói. Anh vẫn coi âm nhạc là đam mê lớn nhất và là nguồn thu nhập chính của mình. Tôi làm kinh doanh để thêm vững vàng về tài chính, phục vụ cho các dự án âm nhạc. Năm 2020 Cao Thái Sơn gia MV Khóc giữa trời mưa hợp tác cùng nhạc sĩ Vương Anh Tú và đạo diễn ca quay Tuấn Anh. Đây là sản phẩm đầu tiên Cao Thái Sơn kiêm nhiều vai trò vừa là ca sĩ, người dẫn chuyện vừa là nhà sản xuất sắp tới nam ca sĩ sẽ thu âm và phát hành album mới. Anh hiện ở Mỹ và dự định quay MV vào tháng 5 tại bang Texas. Hương Tràm sẽ góp mặt trong dự án này. Ở tuổi 36 tôi hài lòng với những gì đã làm được. Tôi không còn lo lắng về tài chính cho bản thân hay gia đình nữa. Từ đây về sau tôi có thể thoải mái ca hát, du lịch khám phá thế giới, làm mọi điều mình thích. Dù vậy tôi sẽ không ngừng làm việc. Nếu có cơ hội kiếm tiền từ những việc mình thích và có khả năng, tôi không bao giờ từ chối, Cao Thái Sơn khẳng định. Sơn Ly